Và hãy nhìn cách mà anh ta cầm kiếm khi Morgan bắt đầu xuất hiện, làm KDF phải lui ra. Karis có đồng hồ, Morgan đang bị tấn công, anh ta bị chân lại, anh ta bị bế, anh ta đang gần quy. Bật tiên binh tận thế, vẫn khỏe, nó vẫn chắc được. KDF đã tan vỡ hoàn toàn trước sức mạnh của Morgan và Prion. Anvil là người cuối cùng còn sống sót thì cũng không thở được đâu nữa, quét sạch cho Morgan. Lại là lao vào tìm kiếm Gumayushi, Guma vẫn chúng ta cùng đến ngay với ván đấu đầu tiên trong kèo đấu BO3, cuộc chiến giữa Prion và Quantum Freak trong cuộc khổ lượt về của FCK mùa xuân năm 2024 trên kênh 6 của FCK tiếng Việt. Và rất hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ chúng tôi với những lượt like và những cái lượt chia sẻ trên các nền tảng khác nhau như Facebook, TikTok, GG Live và cả YouTube nữa. Một ván đấu rất là thú vị khi mà tôi đang thấy một cái đội hình có Garen đứng trên đối đầu với Sante, có hai chú rồng được nuôi đến từ Quảng Đông khá là giống như cái cách vận hành đội hình của Genji Esports ở trong cái kèo đấu trước. Để xem là kèo này thì anh ta xử lý như thế nào với lại chất tướng Sante của Morgan về phía bên kia. Nhưng đây sẽ là một pha triển khai dòng nguyên tố luôn dành cho các thành viên bên phía của Prion. Envy và Paulu có được áp lực ở cánh dưới và không khó hiểu khi họ sẽ là những người sở hữu được con rồng đầu. Còn với KDF thì họ đánh lên nửa trên với việc là Kurt sẽ ăn cho mình 3 con sâu hư không đầu tiên ở ván đấu này. Nào, các lưu động phần trên thiên hạ, Karis đẩy khá tốt. Tình huống bụi cây quỷ dị có luôn chiều cuối đến từ vị trí của Bulldog và anh ta đang rút lui về những sát thương đến từ bộ ba bên phía của Prion là thiếu một chút. Không có một đòn đánh tay đến từ Karis trong pha vừa rồi khi mà Bulldog đầu tư một cú phi vỗ tinh vân và anh ta đắp lưu về thềm trụ kết hợp với tốc biến để có thể rút lùi. Không có chiến công đầu mặc dù là Karis đã làm khá tốt với pha đẩy về cùng pha phân chia thiên hạ của mình. Và có thể sẽ là một nhịp canh tiếp theo khi mà chắc chắn là cái phân chia thiên hạ của Karis sẽ hồi lại sớm hơn so với lại cái tốc biến đến từ người chơi đứng giữa bên phía của Quang Đông ở bên phía bên kia. Một nhịp di chuyển khá là tốt đến từ Paulu để phối hợp cùng với lại người chơi đứng giữa của mình. Và tiếp tục sẽ là một pha trao đổi chiêu thức ở cánh dưới khi mà Thiêu Đốt được đẩy thẳng vào vị trí của Envy, nhưng sát thương đến từ bộ đôi của Prion là rất nhiều. Tốc biến đi, tốc biến theo và Envy có được cho mình chiến công đầu, lợi thế dành cho Prion ở cánh dưới. Họ đang có cả Kai'Sa và cả Azir, những chất tướng khá là mạnh ở trong giai đoạn nửa sau ván đấu. Và bây giờ early game thì Kai'Sa của Envy đang thi đấu tốt. Cánh trên thì sao đây? Cánh trên thì chưa có được ưu thế quá nhiều ở kèo này, mặc dù Dudu đang là một kèo anh ta chọn sao và lại tấn công đường dưới rồi. Làm thế nào để Smolder trong tay của Bull chạy hit lại đây, tình huống gọi mẹ, nhưng ngay lập tức là một pha sử dụng cho mình bản năng sát thủ để tiếp cận đến từ vị trí của Envy và không có cơ hội mạng thứ hai dành cho Envy ở ván đấu này. Hai mạng dành cho một con Kai'Sa late game. Tôi đang thấy các xạ thủ ở thời điểm hiện tại đang mua rất là nhiều tốc độ đánh nha, nhưng với Kai'Sa thì việc bạn phải mua sát thương vật lý để có thể tiến hóa chiêu là điều tối quan trọng. Và để chờ xem là Envy sẽ hướng lên bộ trang bị như thế nào với chất tướng Kai'Sa của mình khi đối đầu với lại Smolder bên kia. Tình huống bạn đang sát thủ quá hay để tránh khỏi một cú chiêu cuối đến từ Bùn. Và sau đó là Andy không có cơ hội để đào thoát nữa khi anh ta không còn tốc biến. Họ đang đi đường thực sự rất hay, nhưng có một tình huống tấn công ra khu đường giữa, chiều cuối được đẩy xuống đến từ Bulldog. Ngay lập tức là tốc biến đến từ Karis quay trở lại trả sát thường. Ít nhất là Karis đảm bảo được an toàn về mặt tính mạng để Prion sở hữu cho mình con rồng nguyên tố thứ hai của ván đấu này. Hai mạng hai rồng. Bot của Prion và cánh dưới của họ đang thi đấu quá hay ở trong khoảng tầm 11-12 phút ban đầu của ván thi đấu thứ nhất. Còn câu trả lời đến từ Kurt thì sao đây? Anh ta sẽ có được cho mình 3 con sâu hư không tiếp theo ván đấu này. Không, chắc chắn là không được rồi. Morgan ra áp lực và thậm chí là còn không ăn được lượt thứ hai đến từ Kurt nữa cơ. Cái bất lợi bắt đầu được có dành cho, chính xác là bị có dành cho bên phía của Quang Đông. Trong khi đó thì Ghi Đông ngay lập tức can thiệp. Đường giữa đang là một đường đẩy tốt hơn. Karis chuẩn bị hồi lại cho mình di chuyển, sẽ là ăn một con sâu và sau đó là rút lui về, đúng không? Cảm nhận thấy rằng là đối phương lại quay trở lại farm thì Ghi Đông lại quay trở lại ăn mà thôi. Không hề có quá nhiều áp lực dành cho Ghi Đông. Và sau dòng 2 thì thậm chí là Prion đang hướng tới cho mình 3 con sâu không tiếp theo ván đấu này. Và Envy đang muốn tay đôi với Bùn. Sát thương của một con Kai'Sa khi mà vị trí của Envy bung cả tốc hành và bản năng sát thủ Bonit đánh tay nữa, đủ sát thương với solo kill dành cho xạ thủ của Prion. Chúng ta vẫn còn hai con sâu nha. Vừa rồi thì Prion sang một con sâu thì phải nào. Envy gặp nguy hiểm, có tốc biến từ Envy, rất nhiều thứ dồn vào Envy trong tình huống này. Anh ta vẫn sống với 1 chấm máu và sư giả phán quyết. Ghi Đông nói rằng là để cho xạ thủ của tôi sống. Còn góc này thì Anil gặp nguy hiểm, không kịp móc vào đeo vào trụ để rút lui và mạng dành cho Karis. 4-0 cho Prion. với Kai'Sa thì các bạn có thể tiếp cận được nếu như đồng đội của bạn làm tiền đề tốt với một cái lượng CC nhỏ, và khi đó Kai'Sa với bản năng sát thủ có thể nhanh chóng tiếp cận và tìm cách hạ gục Smolder ngay lập tức. Chứ nếu như đấu súng về đằng sau thì chắc là không lại. Mỏ neo móc đã thành công nhưng Smolder và cả con Orion Son của bên phía KDF có vẻ như vẫn chưa mạnh lắm, họ đang bị giữ chân lại. Morgan đi thẳng vào và điểm hạ gục đầu tiên đã có cho bên phía của Brion. Tuy nhiên phía bên này phần trên hạ được dùng để rút lui. Con rồng của Bulldog bắt đầu khe và Bull cũng khe theo. Hai thành viên của bên phía Brion nằm xuống, hai ba người còn lại bị kẹt ở trong hang rồng. Morgan đã kẹt lại, Morgan còn một cú lướt để qua tường và thoát đi. Anh ta sống nhưng con rồng hụt về bên phía của KDF và họ ngắt đi được cái mạch rồng của bên phía Brion. Mặc dù thì linh hồn rồng gió với cái đội hình bên phía của Brion nó không thực sự là quá ngon, nhưng dù sao có còn hơn không. Với cách lên đồ này của Dudu là nếu như anh ta tiếp cận được Envy là chắc chắn là đi. Thật sự là đi, là tỷ lệ đi là 99%. Tại vì con Kai'Sa này với cách lên trang bị nó sẽ không thể nào mà chịu nổi full sát thương đến từ Garen. Nhưng Morgan thì sao? Morgan không giao tranh một mình, anh ta đang gọi Envy tới. Tiệp truy kích đã trúng, bản năng sát thủ được kích hoạt và đó là một tình huống mạng hạ gục cho Envy. Nhưng có thể gọi rằng là Dudu rất áp lực ở bên cánh nhá. Anh ta có khả năng tay đôi rất mạnh so với Morgan ở bên phía bên kia. Nếu như pha vừa rồi không có sự có mặt của Envy thì tôi tin rằng đó đã là một pha solo kill đến từ Dudu. Dạo gần đây khi mà chúng ta thấy rằng khi con Smolder nó đạt được ngưỡng sức mạnh thì nhìn con Sante nó cũng khá là cân bằng. Tuy nhiên đây chưa phải là lúc mà KDF thực sự mạnh. Bên phía Brion đang kêu gọi đối phương bước vào một pha giao tranh khi họ là những người chủ động. Maokai của Bolu đã tung chiêu cuối để giúp cho đồng đội của mình ăn Baron. Ăn Baron xong, quyết định của Brion vẫn là tràn ra đánh. Morgan là người đang càng vào, càng khá là mạnh mẽ, nhưng Bulldog đã ngăn chặn bước tiến của đội hình Brion. Anh điều quay lại với đồng đội của mình, 4 thành viên của Brion đã phải chạy và anh đó là Envy cũng phải tốc biến để bỏ chạy thoát khỏi cú móc mỏ neo. Đội hình của Brion đang đi chuyển chung với nhau. Bull và Kết lao qua tường chặn đường. Đội hình của Brion quyết định vẫn ở lại để giao tranh với nhau. Họ tìm được Curse, họ dứt điểm được Curse, nhưng rất nhiều thành viên của họ đã hấp máu. Dudu tiến thẳng vào, anh ta bắt đầu xoay nhưng sát thương không phải là quá nhiều. Anh ta lùi ra, Envy bắn khác và Bulldog bắt buộc phải biến bỏ chạy và lao vào khá đẹp của Gideon. Giữ chân để anh điều đem về điểm hạ gục cho Envy. Envy vẫn đang giữ vị trí và bắn cực kỳ rác. Dudu đứng lại để che cho Bull, dắt hai con rồng nhà KDF về. Nhưng đó là một tình huống mà ưu tiên truy kích. Nó không trúng vào Bulldog, nó trúng vào Bull mà thôi và sát thương là chưa đủ. Một tình huống giao tranh mà thực sự là cái trọng trường vũ trụ của Bulldog rất khó chịu, nhưng cái nguồn sát thương đầu ra đến từ bộ đôi của Karis và Envy là từ từ đã. Bull gặp nguy hiểm. Anh ta nằm xuống với hai nhát xỉa của Karis và đó là cú quét 3 người không chính thức dành cho bên phía của Brion. Họ sẽ có được thêm công trình hay trang này, họ đã ăn được đĩa mặt trời ở khu vực đường giữa của Quang Đông. 5 thình nhưng hai con rồng của KDF chưa đủ tuổi và vừa rồi bị gà mổ chết luôn. Karis có một tình huống xử lý rất quyết đoán với việc anh ta biết được cái bản đồ gió này có cho phép anh ta tiếp cận được đối phương và đem về một điểm hạ gục cho cá nhân mình. Chưa một lần nằm xuống, Karis lại bắt đầu tiếp cận. Karis bắt đầu xỉa, con Azir này bắt đầu tính hơn rất nhiều. Karis đang đánh đau quá và điều chạy không nổi. Tuy nhiên Volu là người ăn mạng. Tôi không biết là đây là Brion chúng ta theo dõi ở 5-6 tuần vừa rồi đâu. Nổ hũ rồi, nổ hũ rồi anh Hoàng à. Nổ hũ rồi, đánh ác thực sự luôn rồi. Hãy nhìn cái cách mà Envy rồi. Envy anh ta đánh cái pha giao tranh ở trước sau con Baron đó quá hay. Anh ta giữ vị trí, anh ta gây sát thương cách tối ưu, anh ta ép tốc biến của Bulldog, anh ta lấy gần như là 80% máu của Bull và anh ta lấy được cả mạng của Andiu nữa. Còn đây sẽ là một pha giao tranh mà lực thiên nhiên được xảy ra này. Góc này thì cú chiêu cuối của Bulldog nó không phát huy được quá nhiều tác dụng. Còn bên kia thì Kai'Sa trong tay của Envy lên tiếng, tiếp tục là bản năng sát thủ với cú double kill dành cho sát thủ bên phía Brion. Dính thủy lôi tầm nhiệt nhưng tiếp tục gây sát thương triple kill và penta đầu. Envy đang hướng tới cú penta kill của mình nhưng chưa được rồi. Bulldog sấy hơi đau và tạm thời phải rút lui về. Trọng trường vũ trụ được đặt ra để đẩy lui các thành viên bên phía của Brion. Tia truy kích vừa rồi hơi đáng tiếc là không trúng, nếu như trúng sẽ là một cú quadra kill dành cho xạ thủ của Brion. Nhưng anh Lu nhanh nhìn cái cách mà Envy giữ vị trí và bắn đi quá kinh dị. Tới 9 mạng rồi, hồi nãy tôi còn đếm thiếu nữa, tôi tưởng đâu 7-8 mạng, thực ra là 9 mạng của Envy rồi. Tuy nhiên, con Smolder này đã có khả năng dứt điểm các mục tiêu yếu máu và đội hình của bên phía Brion thực ra cũng không phải là quá dày cơm. Ở thời điểm này tôi nghĩ rằng cái lượng sát thương đến từ hai con rồng của KDF đã có thể vượt đó rồi. Bên phía Brion phải nhanh chóng dứt điểm ván đấu này, họ còn khoảng chừng 5 phút nữa để có thể dứt điểm nó. Nếu như họ không dứt điểm được ván đấu này mọi thứ sẽ khó khăn hơn rất nhiều dành cho họ khi tiến vào những cái trụ 3. Tuy nhiên lúc này KDF quyết định mở. Gus là người đang giữ chân đối phương lại, anh điêu vào vị trí móc thành công. Morgan là người đứng lại, con xanh tên này vẫn ở dạng chống chịu, nghe được gọi, nó gây sát thương tuyến sau không phải là quá nhiều. Bulldog cũng khạc nhưng Morgan đã lui về được, móc mỏ neo lại thành công nha. Niu đưa mình vào chỗ khó, anh ta đang gặp nguy hiểm. Phía bên này là cớ sào thẳng tuyến sau bị Caris đẩy ra. Mạng hạ gục đầu tiên đã có cho Brion, họ dứt điểm được Bulldog và Cus. Rồng lớn đã nằm thì rồng nhỏ sẽ đi theo luôn khi mà Bỏ Lù đã bắt được anh ta, quét sạch cho Brion 1-0 cho họ rồi. Triple kill dành cho Morgan với một tình huống xử lý Sate 10 điểm của đường trên Brion. Anh ta bế được thành công Bulldog về, nguồn sát thương chính đến từ KDF nằm xuống kết hợp với cả Bull lên bảng điểm số nữa. Một pha xử lý quá hay đến từ Morgan nói riêng cũng như toàn bộ đội hình bên phía của Brion nói chung. Và tình huống endgame với tỷ số điểm hạ gục là 18-5. Tôi không còn nhận ra Brion ở trong dạng lượt đi nữa khi họ đánh quá bay ở trong ván đấu này. KDF làm đội ở giữa bảng xếp hạng, họ đe dọa top 6. Ván thi đấu thứ hai giữa KDF và Brion đã chính thức bắt đầu. Đây là trận đấu lượt về giữa hai đội trong khuôn khổ của LCK mùa xuân năm 2024. Giải đấu được nắm giữ bản quyền bởi BoxSports và chúng tôi rất hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ các bạn khán giả bằng cách hãy để lại like, sub, follow cho những kênh mà các bạn đang theo dõi trận đấu này. Còn giờ đây KDF chắc chắn là họ không muốn thua cùng một đội 2 lần trong cùng một tuần, cho nên họ rất muốn thắng ván này để ít nhất một lần nữa đẩy Rion tới ván đấu thứ 3. Có một cái thông số mà ván đấu thứ nhất anh Lu khi mà chưa vào thì có một cái thông số đến từ Brion với cái kèo đối đầu với Quang Đông Prix. Cái thông số đối đầu của họ đang là rất là tốt nhỉ. Năm 2023 họ gặp KDF 5 lần và họ thắng 4. Thì cũng phần nào giải thích do lý do tại sao mà cũng Brion đang đánh sáng đến như thế này. Trước Quang Đông có vẻ như là rớt thì phải. Còn ở trong ván đấu thứ hai này để xem là bên nào sẽ đuôi dòng tốt hơn nha. Một con Aurion Son được đánh lại của Bulldog ở khu vực đường giữa với kèo cùng với lại Azir của Caris. Đúng là như anh Lu nói, cái quay lính của Morgan đẩy vào trụ Dudu là nhiều quá, cho nên Dudu không bỏ lính để di chuyển ra hỗ trợ sớm được, cho nên sát thương đến từ bộ đôi của Quang Đông là không đủ. Thậm chí là Morgan còn không mất cả một cái tốc biến để anh ta rút lui cơ. Còn ở cánh dưới này là một tình huống hất tung đến từ Andil và cú dây xéo của anh ta lại vào người của Polu. Chia đam như vậy thì rõ ràng là không có bất cứ một cái áp lực nào dành cho Envy và Nautilus của Polu cả. Còn khu vực đường giữa là một pha đi ngang đến từ Ghi Đông sau khi anh ta kiểm soát được con cua ở nửa dưới, với việc là kiểm soát tầm nhìn cua ở cánh dưới dành cho Ghi Đông sẽ là những cái áp lực ngược lại. Nhưng Dudu một chấm máu quyết định của Morgan là chơi an toàn trong tình huống này. Còn tiếp tục ở cánh dưới có một pha đánh nhau 2-2 khi mà vỗ cánh tung bay đến từ Envy, sát thương dồn là khá nhiều và bộ đôi đến từ bên phía họ đang muốn có được chiến công đầu và họ có được điều đó. Bull sẽ có được tình huống 1 đối 1 nhưng với chiến công đầu dành cho Smolder thì tôi tin rằng bên phía của Brion lời. Nó đã là một thành công dành cho bên phía của Brion rồi, và thực sự là cái cặp đôi Envy và Polu mới là chân ái à. Họ đổi cặp đôi đường dưới khi mà Samver chám vào Envy còn Polu chám vào vị trí của Efrod. Thì bây giờ họ gọi là đan xen cặp đôi cho nhau thì cuối cùng đây mới là một cái cặp đôi mà tôi đó có cảm nhận rằng là cái sự ăn ý đến từ bộ đôi này là tốt nhất trong tất cả các bộ đôi đường dưới mà Brion có được trong mùa xuân năm nay. Đồng ý. Cái cách mà bên phía của Brion, bộ đường dưới của họ, họ đã nhìn thấy con Alistar này sau khi hết dư chấn. Cảm giác là máu của nó khá là mềm, anh ta chỉ có khoảng chừng hơn 50% máu một tí thôi. Và quyết định tràn lên đánh với thiêu đốt của họ là hoàn toàn chính xác. Và khi mà Envy đang không có tốc biến, chúng ta thấy Gideon cũng đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Anh ta có mặt ở cánh dưới để bảo đảm rằng không có những pha găng đến từ Curse. Còn pha này thì Dudu quyết định bế Morgan qua tường. Lượng máu của Morgan còn khá nhiều, anh ta còn tốc biến. Dudu vẫn đang lướt vào liên tục. Còn ở cánh dưới, Polu là người đang bị giữ chân lại. Đã có mạng hạ gục cho đường dưới của KDF. Việc có mặt của Gideon ăn rồng chứ anh ta không đánh cover đường dưới. Như vậy là bên phía của Brion tôi nghĩ rằng cũng đã xác định được vị trí của Curse đang ở cánh dưới. Anh ta bắt buộc phải ở cánh dưới để áp lực vào con rồng này, cho nên là Ghi Đông đang muốn trao đổi mục tiêu cánh trên. Và Andil lại một lần nữa gặp khó khăn. Mẹ được gọi, Envy gây khá nhiều sát thương nhưng khả năng dứt điểm của ta đã phải chưa có, chính xác là chưa có, bởi vì ta đã hết năng lượng rồi. Thiếu đam quá và năng lượng cũng không còn nữa đến từ Envy. Pha đó thì tôi nghĩ là kể cả có năng lượng thì cũng sẽ chỉ là một pha lấy máu của Bull và Andil mà thôi. Giật mình đấy nhá. Tốc biến nghĩ là Bull tốc biến đẩy bay vào người của Bull để gây tí sát thương tâm lý á. Hù đó, động thái hù đến từ Polu làm cả đến Lu cả chúng ta cũng giật mình luôn. Và ở thời điểm hiện tại thì tiền tranh cũng chăng chỉ là khoảng tầm 300 dành cho bên phía của Quang Đông Prix mà thôi. Những cái áp lực nó chưa thực sự là quá nhiều. Cớt đang có cấp độ 6 nhưng anh ta vẫn chưa quyết định là xuống cánh dưới để thực hiện một pha tấn công tiếp theo sau khi đã có được cho mình có cả xuống đột. Polu móc vào khoảng không. Bằng cách nào đó anh ta đứng trước mặt hai người nhưng vẫn có thể kéo một cú bóc bỏ neo xuyên qua hai người của KDF. Quyết định đó là bắt buộc phải đưa ra bởi vì thời điểm bị bắt vừa rồi của Andil thì gần anh ta nhất chỉ có Curse. Nguồn sát thương là Bulldog với lại Bull ở khá là xa, cho nên anh ta bắt buộc phải chạy. Về cơ bản thì cũng hai bên cũng không mất gì nhiều. Anh Điêu chỉ đơn giản là bỏ gửi lại cái thiêu đốt vào người Caris cho nó có chút xíu áp lực. Còn Rồng thì đúng là Brion không muốn bỏ thật. Họ đang sẵn sàng cho pha giao tranh. Ép được tốc biến sau cú móc thành công của Boilu. Sau đó thì Rồng vẫn đang được triển khai, nhưng một con Rồng khác đang tiến tới. Bulldog đang sẵn sàng tiếp cận pha giao tranh này. Móc Monel lần này vào tường. Anh Điêu lao vào hất tung hai người bảo đạn tung ra, nhưng con Rồng của KNF đang bị chặn lại ở phía trong khu vực hang Rồng. Boilu cũng hấp máu, phân chia thiên hạ được đưa ra. Canis về với đồng đội của mình, nhưng họ không có sát thương, họ chỉ có được một điểm hạ gục. Họ bỏ lại hai mạng và cả NV nữa. Anh ta bắt buộc phải thông biến bỏ chạy, nhưng Bull lao theo. Những phát đạn vô tình của Bull sẽ bắt NV phải nằm xuống. Vô chế độ lăn cầu tuyết. Đầu tiên là con sứ giả, nó đã được lấy một cách rất dễ dàng bởi vì đội hình của Bron hiện tại đang bị đẩy về phía sau rất là sâu. Lớp giáp trụ đã không còn, mắt kiểm soát được cắm rất cẩn thận đến từ Adil để có thể đảm bảo không có những pha lòn. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện bắt đầu lấy được những cái trụ mồn từ bên phía của KDF là chuyện sớm muộn. Morgan đang gặp nguy hiểm, Bulldog và Cus đang suy nghĩ về chuyện băng trụ, nhưng nhìn Morgan hơi trâu. Và thế là quyết định của họ chỉ là đẩy lính mà thôi. Đồng ý. Con Rồng phương Tây của Brio thì đang gặp nguy hiểm. Anh ta mất 50% máu với pha báo đạn nhưng trả sát thương ngược trở lại. Anh Điêu không tốc biến và anh ta sẽ bị kẹt lại trong tình huống mạng phải được nhường dành cho Envy nha. Tất cả mọi người đang muốn mớm mạng dành cho Smolder rồi. Đang là ngưỡng sức mạnh đến từ đội hình bên phía của Quang Đông khi họ đang có một con Misfortune gọt phủ đầu xanh sao, và đấy sẽ là tín hiệu dịch chuyển quanh ngược trở lại đến từ Dudu để sẵn sàng giao tranh. Góc bên phải đang có một người, đó là Morgan. Ngay lập tức với tình huống sứ giả Hoàng Quyên đẩy một người về nhưng không có được một pha mở giao tranh đến từ Boilu bởi vì đó như là mở đường của Dudu. Sau đó thì anh Điêu từ phía sau lao tới. Kế hoạch của Brion là khá tốt nhưng họ đã thực hiện nó không thành công. Morgan đã làm cực kỳ xuất sắc nhưng mà nếu như cú móc Monel nó thành công chắc chắn là Brion đã ăn giao tranh. Tuy nhiên bởi vì cú móc Monel đó không thành công, Bulldog quay ngược trở lại và Brion tan vỡ. Đây có thể là nỗ lực cuối cùng của họ trong ván đấu này, bởi vì lúc này khoảng cách đã bắt đầu xa hơn rất nhiều với ba con Rồng nguyên tố. Thôi phải thông cảm, tân binh thì không phải lúc nào cũng đảm bảo 100% ở phong độ cao được. Thì cũng phải có lúc phải xuống. Bây giờ thì bắt buộc Brion phải giữ con Rồng này, tại vì đây mới chỉ là phút thứ 24, chuyển sang phút 25 mà đối phương cầm cái linh hồn đồng đất với Alistar và Sante thì nó hơi khó cho Envy. Một con Rồng Smolder không hề xanh. Khó. Là Morgan mở, nhưng Cớt thì cũng khá trâu mà anh ta cũng đã có vòng sắt cổ tự rồi. Đấm ngược lại chơi luôn. Dudu có cú quy ba bóc bỏ neo đến từ vị trí của Boilu, nhưng đó là một pha combo và sau đó là màn trời giáng thế đạp xuống. Quá nhiều sát thương đến từ bên phía của Quang Đông Freak, họ vào giao tranh không cho Smolder của Envy chơi game. Rồi sau đó là tình huống hất tung hai người, Cớt đấm thẳng vào và sau đó là cứ khà đến từ vị trí của Bulldog và thôi. Ghi Đông lên bảng đếm số, Morgan đi theo và đó là cú quét sạch dành cho Quang Đông để họ tiến thẳng ra Baron. Chắc chắn 100% chúng ta sẽ có ván đấu thứ ba để xác định xem thắng lợi ngày hôm nay trong cuộc đối đầu lượt về giữa hai đội sẽ thuộc về bên phía của KDF hay là Brion. Tại vì sau pha giao tranh vừa rồi thì thực sự cũng không còn bất kỳ một hy vọng nào cho bên phía của Brion nữa. Chỉ đơn giản là KDF đã hơn đồ quá nhiều. Không biết là ai dính ai luôn và Ghi Đông đang vòng sau, nhưng anh ta nên nhớ rằng anh ta là con sinh dao không còn tốc biến nữa. Đây sẽ là một pha đột biến đến từ bên phía của Brion và họ cần phải làm rất nhanh và gọn nhờ. Họ cần phải bắt được vào Bùn hoặc là con Rồng của Bulldog ở trong một tình huống mà bên phía của Ghi Đông vẫn chưa lộ hình. Cớt đang đi tìm người nhưng anh ta chưa tìm được ai cả. Tốc biến thủy lôi vào, mục tiêu là Bùn. Bùn bị nhắm tới, tình huống bóng vào neo nó lại không trúng đến từ Boilu. Bùn có thể nằm xuống. Bên này phân chia thiên hạ đẩy vị trí của Vi trong tay Cớt về. Góc kia thì Henry bị Dudu dí và bằng cách nào mà một con Smolder ở thời điểm hiện tại có thể đánh lại Sante đây, không cần chuyển dạng luôn. Dudu có được cho mình tình huống điểm hạ gục của tục ba người đến từ Adil, sát thương nhồi vào ở tuyến sau đó là Bulldog với những pha khá liên tục. Chưa có mạng dành cho bên phía của KDF. Adil đang đi bộ về dưới vòng tay của những người đồng đội và KDF rõ ràng là người lợi thế hơn, mặc dù là Brion đổi cân về xạ thủ. Và đúng như dự đoán thì KDF họ sẽ đánh chắc chắn mà thôi. Đây vẫn là một trận đấu quan trọng dành cho Quang Đông Freak nha. Nếu như thắng trận này thì họ sẽ cân bằng ít nhất là về mặt hiệu số thắng thua so với lại đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ trên bảng xếp hạng là KT Roster ở vị trí thứ 5. Khi mà KT ở tuần này vừa thua T1 với tỷ số 0-2 xong thì rõ ràng KDF họ có những cái tiền đề để đánh chắc chắn. Họ đã sở hữu cho mình con Baron thứ 2 của ván đấu và họ sẽ hướng tới con Rồng ngàn tuổi khi mà 25 giây nữa nó sẽ xuất hiện. Mắt kiểm soát được cắm vào. Bùa xanh đang được Caris cố gắng dứt điểm nhanh trước khi diễn ra. Cơ hội cuối cùng dành cho Brion. Walker đã ngăn chặn pha đẩy vào của Kết. Mẹ được gọi, anh yêu lao vào tuyến sau. Một mình anh ta hơi đơn độc. Dudu bắt đầu bật tốc hành, tiếp cận vào đội hình của Prion. Và con cờ Sante này nhìn thấy có chịu đẩy 20 về thẳng vào bảo đạn. Combo như TikTok luôn. Triple kill dành cho Bull. Sau đó thì Karis vẽ một vòng tròn để có thể bỏ chạy, nhưng Bull đã tới 4 mạng rồi. Envy là mạng cuối cùng nhưng khoảng cách quá xa. Bull quyết định không di chuyển về để lấy Penta mà đẩy thẳng vào đường giữa để có thể dứt điểm ván đấu này. Một đều là tỷ số sau hai ván. 7.000 sát thương đến từ Bulldog, 4.000 sát thương hơn đến từ vị trí của Bull. Và một tình huống phải nói là quá khít với cú combo của cộng đồng Frex. Họ có một con Sante mở đường hai người và đẩy thẳng vào cái bão đạn của Bull rất nhanh. Hai con tướng tuyến đầu của Brion bốc hơi, thực sự phải gọi cái từ gọi là bốc hơi, mặc dù họ là những con tướng chống chịu. Và tình huống kết thúc ván đấu đến từ bên phía cộng đồng Frex ở ngay thời điểm phút thứ 33. Và đúng như KPI mà tôi đặt ra, 33 phút với ván đấu thứ hai, chiến thắng thuộc về KDF. Ván thi đấu quyết định giữa Prion và KDF đã chính thức bắt đầu. Trong vòng một tuần thì hai đội này gặp nhau 2 lần. Tổng cộng chúng ta đã có 6 ván đấu. Và giờ đây hãy cùng đến với ván đấu thứ 6 để xem là một tuần thi đấu trọn vẹn cho Prion hay KDF có thể cân bằng được thành tích đối đầu của hai đội sau 2 lượt đi về. Nên nhớ rằng nếu như mà Quang Đông Frex có được chiến thắng ở trong ván đấu này, họ sẽ cân bằng được cái hiệu số thắng thua so với lại KT Roster. Mặc dù vẫn đứng dưới KT do thua hiệu số phụ, nhưng dù sao cũng là một cái bước tiến thêm của họ ở trên bảng xếp hạng. Và cũng khá là may mắn dành cho KDF khi mà lúc này con cua tiếp theo chuẩn bị xuất hiện là ở khu vực cua phía dưới này. Gideon cũng đang có mặt ở đây để có thể cân bằng áp lực đến từ rừng của cả hai bên. Polu vừa rồi lao lên nhưng không thực sự hiệu quả lắm. Bull thì bắn quy vào cái khe hở giữa Envy và Polu. Gus đấm khá chất lượng vào người của Gideon nhưng mà ta đang bị giữ chân lại. Polu tiếp cận, xuất hiện hoành tráng, của La Băng cũng được sử dụng và họ có được điểm ở gục đầu tiên hay chưa đây? Vẫn chưa. Gus tốc biến bỏ chạy, còn Bulldog thì đang khạc và khiến cho Karis Polu hay cái tốc biến được tung ra. Karis nằm xuống với chiến công đầu dành cho Bull. Anh ta cũng phải, ôi vẫn đang lao theo, vẫn khạc thành công 2 mạng cho KDF. Ván này thì cả Gideon và Cớt, đúng như anh Lu nhận định, không có bất cứ một pha di chuyển lên cánh trên nào. Họ bỏ qua 3 con sâu đầu tiên luôn để áp lực xuống cánh dưới. Gideon có mặt, dòng vẫn chưa ăn xong đến từ Cớt, tranh cướp trừng phạt đến từ cả đôi bên. Bên này thì Bull rút lui với di chuyển của Học và anh ta quay trở lại chế hit rất tự tin khi có Karma của anh yêu kích ra một tốc. Và sau đó là một pha Bola Bang ở góc bên trái thì Cớt, anh ta chưa ăn dòng xong, anh ta nằm lại, mạng dành cho Azir Karis. Cùng ánh sáng 2 người nhưng không có đủ sát thương để gục ai cả đến từ Bull. Và một bạn gỡ cũng như một con rồng dành cho Brion. Năng lượng đang hơi thấp đến từ Dudu. Cớt quyết định là vòng ra đường giữa rồi, đã lộ hình và Morgan tiếp tục áp lực thêm vào máu của Dudu ở cánh trên. Năng lượng đang là một cái vấn đề rất quan trọng và từ từ đã có pha đẩy về. Bola quăng thẳng bắt luôn, tình huống phối hợp rất tốt đến từ bộ đội bên phía của Brion. Họ lại có mạng dành cho Karis trước khi mà anh ta bị hạ gục, nhưng đó là mạng cho Kama của Andil. Chắn quỳ của đối phương khá tốt đến từ Gideon để giúp cho Polu lui về, và đó chỉ là 1 đối 1, nhưng quan trọng là đường giữa đổi đường giữa, nhưng mạng thuộc về Karis. Còn ở bên phía bên kia Kama là người ăn mạng, còn cánh trên có một pha tay đôi với tình huống chơi khô máu đến từ vị trí của Dudu và sát thương của anh ta là khá lớn. Morgan lướt e về, anh ta phải tránh được cú Q3 này và anh ta bắt buộc phải dùng tốc biến để tránh cú thần khí Tofo với sát thương của Dudu. Đặc biệt là ở khu vực đường dưới nãy giờ Polu với lại Envy vẫn chưa thấy được một cái tương lai tươi sáng, tuổi thơ cơ cực của họ vẫn đang kéo dài khi mà liên tục bị cẩu máu. Trụ của Mỹ Bào gần nổ luôn rồi và thậm chí là KDF còn kêu cả Cớt luôn nữa. Polu bật chiêu cuối hất tung 2 người thành công. Envy bắn liên tục đẩy luôn thiêu đốt, sau đó thì Cớt tới đấm thẳng vào đầu của Polu, dùng luôn cả chiêu cuối. Điểm hạ gục đã có cho bên phía của KDF, họ dứt điểm luôn thành viên còn lại của đường dưới bên phía Prion. Nhưng Karis lại có mặt, phân chia thiên hạ, đẩy Kết về trụ, trụ bắn một phát, ghi đồng tốc biến Bola Bang thành công. Đường về của Kết quá xa, 2 mạng cho Karis. Rõ ràng là lợi thế dành cho bên phía của Prion thêm lần nữa, mặc dù là đổi cân nhưng tôi tin rằng là Prion rất hài lòng bởi vì lại có thêm 2 mạng dành cho Azir. Karis đã là 4 mạng dành cho đường giữa của Prion rồi. Một con Azir cầm rất nhiều tài nguyên đội của mình nhưng anh ta cần phải cẩn trọng khi không còn chiêu cuối nữa. Nhưng đây là một pha áp sát đến từ Bulldog, nhưng tình huống bay của anh ta ngay lập tức phải ngắt lại bởi vì là họ đang quan tâm đến một mục tiêu khác, đó là con rồng nguyên tố được triển khai bởi Gideon. Chuyên tâm giữ chân thành công, xuất ánh sáng hơi đáng tiếc là không trúng đến từ vị trí của Polu. Sát thương của Bulldog cảm giác là hơi thiếu và anh ta đang bị con rồng chắn. Sát thương của Bulldog là chưa nhiều. Karis di chuyển ra bắt đầu đặt đính cát của mình ra nhưng sát thương trả ngược trở lại đến từ Bulldog là khá khó chịu và Karis phải rút lui. 800 tiền nhỉnh hơn ở vị trí đường giữa nhưng đang là 1.350 tiền nhỉnh hơn đến từ Bull, do anh ta vừa farm hơn, anh ta vừa có được những cái lượng giáp trụ ở khu vực đường dưới nữa. Và con sứ giả được triển khai đến từ vị trí Gideon và lại là Karis đẩy vị trí Dudu về, chơi khô máu Bola Bang quăng thẳng mặt vào mạng cho Morgan. Azir Faker à? Cái rít này rõ ràng là cái hũ này ngon quá hoàng à. Faker TV rồi, Faker hũ này TV xoay ra carit gì rồi, carit hoàng kim hay carit gì đó tôi không biết, gọi là 3 sao nó có đủ thể hiện cái sức mạnh của con Azir này hay không. Nó farm thì cháy mà di chuyển hỗ trợ cánh cũng ghê, tự lái con sứ giả hút tới trụ 2 luôn. Va vai cho tôi cái đường giữa của Rion cái. Xem có phải là anh Sang đánh không? Không biết là Sang này sang gì, carit thì đánh hay quá. Nào, tình huống Bulldog có màn trời nhá. Anh ta bắt đầu vào khạc. Karis đứng rất cao, nhận giáp ảo của Polu. Với hộ vệ của ánh sáng không thành công đến vị trí của Bull rồi, và dòng vẫn đang được triển khai. Góc bên phải thì đang là một tình huống Polu và Morgan vòng sau, và đây sẽ là một tình huống gây chóc vòng sau của Morgan. Mục tiêu chắc chắn là tuyến sau KDF rồi, và KDF cần phải có vị trí đứng của Morgan trong tình huống này. Bắt đầu mở vào đến từ Polu, anh ta tìm được một người, đó là vị trí của Bull. Bull dịch chuyển quang thoát được màn trời giang thế đạp xuống ngàn, tức sử dụng cho mình chiều cuối đến từ Envy để có thể tránh. Dudu chơi khô máu. Góc bên phải đang được xỉa đến từ vị trí của Karis, anh ta tốc biến xuống xỉa chung với đồng đội và Saya trong tay. Vì có được mạng của Sate Dudu rồi. Polu tiếp tục hất tung thành công được vị trí của Bulldog, và Bulldog đang sấy trong tuyệt vọng. Anh ta vẫn có được cho mình một mạng cú double kill dành cho Bulldog trước khi anh ta nằm xuống, và cú đấm đến từ Cơ tạo ra một pha quét sạch dành cho Brion, chính xác là dành cho KDF. Đam Baron của họ cũng khá là nhiều nhá, bởi vì có Seiya và Azir DPS nữa. Bola bằng tốc biến, mục tiêu là Adil không tốc biến và Adil gặp nguy hiểm. Adil nằm xuống sẽ là rất nhanh, nhưng trong tình huống này thì là một pha mà Bull không được chơi game thiêu đốt. Đủ sát thương đến từ vị trí của Polu, một mạng thêm dành cho Rion. Họ có 1 đổi 2, nhưng cú Q3 đẩy ngược vị trí Karit về phần trên thiên hạ, đẩy 2 người. Morgan bắt đầu chặt Q2 của anh ta vào cái mở đường của Dudu và vẫn dừng lại một tình huống trao đổi có lợi hơn dành cho Rion. Nhưng Morgan, người con tốc biến, đang bị kẹt lại trong tình huống này. Polu cũng tương tự là như vậy, Polu nằm xuống trước, Morgan khả năng cao là đi sau rồi. Và con rồng của Bulldog đang khá liên tục, anh ta làm chậm Karit và Karit chuẩn bị nằm xuống. Chắc chắn là đi rồi, Dudu áp sát nhưng Dudu không có cho mình tốc biến, còn Karit thì có, anh ta có thêm một căn lưu động để có thể rút lui về. Và tôi nói hơi sớm, mới chỉ là quét 4 người cho Quang Đông Freaks mà thôi, nhưng họ vẫn sẽ có con rồng thứ tư để cân bằng tỷ số về dòng với Brion. Và điều nguy hiểm dành cho Brion là đối phương KDF đang tích được những con rồng lửa liên tục. 2 con rồng nguyên tố đầu tiên thì Brion lấy. Với những tình huống bay phi vũ tinh vân của Bulldog, anh ta tạo ra một cái khoảng trống giao tranh quá lớn dành cho bên phía KDF, và lại là một pha triệu hồi chiều cuối. Nhưng lần này thì có chiều cuối ngược trở lại, phân chia thiên hạ không thành công đến từ Karit khi đó là tốc biến, nhưng Bulldog không còn tốc biến, Bulldog nằm xuống rồi. Cú Q3 2 người đến từ Dudu, nhưng Morgan đang được chặt, Morgan chặt Envy bắn và Karit xỉa. 3 sát thương đến từ bên phía của Rion còn sống, và họ vẫn đang quẩy trong giao tranh. Q2 thành công, Morgan có mạng double kill dành cho Azir, Karit xỉa tiếp triple kill. Không có rồi, mạng dành cho Aatrox của Morgan, nhưng đó là tình huống quét sạch dành cho bên phía Brion và Baron với 2 thành viên còn lại của Brion ở trước mặt. Một ván đấu mà rất nhiều những cỗ máy sát thương của hai bên được kích hoạt, từ Karis, Morgan rồi cả Bull rồi Bulldog bên phía bên kia. Chúng ta vẫn đang ở trong một ván đấu cực kỳ căng thẳng, 53.000 của Brion và 52.000 của KDF, gần như không có nhiều sự chênh lệch. Brion đang tiến vào khu vực đường giữa, Bull và Bulldog đang thay phiên nhau cố gắng giải quyết lính. Đợt lính của Brion đang không tiến vào được bởi vì nó đã bị dọn dẹp khá nhiều, nhưng với bộ lợi Baron, những con lính này vẫn mạnh. Và Gideon đang liên tục bị cấu máu, anh ta tạm thời phải lui ra. Bộ lợi Baron vẫn chưa được chuyển hóa thành những cái trụ cho Brion. Khó, bởi vì Aurelion Sol là một chất tướng phòng ngự rất khó chịu với cái trọng trường vũ trụ, và khi mà hết trọng trường thì anh ta còn có cả SQ Boom nữa. Nhưng đây là một pha mở đường băng thẳng vào, cú Q3 2 người tốt. Polu vẫn sống trong tình huống này, Dudu thấp máu, anh ta vẫn chưa chuyển dạng. Karin phân chia thiên hạ không thành công, mặc dù là Bulldog mất tốc biến nhưng Morgan đang chặn, Morgan chặn gục 1 người. Morgan tiếp tục hồi lại cho mình tình huống chiều cuối để anh ta lao thẳng vào tình huống dịch chuyển khoa học đến từ vị trí của Bull, và anh ta lao thẳng vào vị trí của ấy trong tay Morgan thì anh ta sai rồi. Mạng dành cho Gideon, sai lầm đến từ xạ thủ bên phía Quang Đông Freaks, phải trả lại bằng 2 mạng dành cho Brion, và đây sẽ là pha đẩy thẳng vào đường giữa. Cách đánh với Azir với Aatrox rất quen đến từ Brion và họ đang vận hành nó một cách rất tốt. Azir Karit lên tiếng trước và Morgan lên tiếng sau ở trong giao tranh gần nhất, và đây là phân chia thiên hạ. Tốc biến đến từ vị trí của Karit, anh ta phải nhấn đồng hồ rồi pha lao vào hơi hớ đến từ Karit. Anh ta còn chiều cuối nhưng vẫn chưa sử dụng hạ gục thành công 1 người. Bulldog nằm xuống phân chia thiên hạ và mở đường. Dudu đã hạ gục thành công được vị trí của Azir rồi, nhưng Morgan chặt hết ở phía sau lưng và Morgan hạ gục thành công Bull thêm một lần nữa với cú quét 3 người dành cho bên phía Brion. Họ đang 1 đánh 5, chính xác hơn là 4 đánh lấy 2, và Dudu quá khó để có thể chạy được, và cú double kill dành cho Morgan với mạng thứ 21 dành cho Brion. Và làm thế nào một mình con Vi của Kurt có đủ sức phòng ngự đây, ít nhất sẽ là một đường lính siêu cấp dành cho Brion. Thật là kinh khủng. Con Atrox của Morgan ở giai đoạn sau của ván đấu này nó đã không cho phép KDF được chơi game. Mỗi khi anh ta có mặt trong giao tranh thì tất cả những cú bổ quy của anh ta đều chính xác. Đội hình của KDF họ đã không thể nào né được những cú quỷ kim Dakin đó. Và liên tục là những mục tiêu được đẩy cho bên phía của Brion. Họ vừa lấy đỉnh ở khu vực đường giữa. Trong khoảng thời gian này, Gideon đang tổ chức một pha ăn rồng. Nhưng ngay lập tức, KDF muốn đòi lại những gì họ vừa mất. Họ tổ chức một pha dịch chuyển. Bolu đang chạy thẳng về phía khu vực hang rồng. Dùng số hiệu hành tráng để chạy. Bulldog lao theo. Đốt liên tục vào Bolu. Cái giá phải trả là Bolu nằm xuống. Con rồng vẫn còn đó bởi vì Gideon đã phải chạy. Đó là con rồng lửa thứ 3 dành cho KDF. Có giáp, chính xác là có kháng phép đến từ vị trí của Morgan. Máy ta có một cái áo tròng bóng tối để tránh được một cái kỹ năng hiệu ứng nào đó đến từ bên phía của KDF vào người của mình khi mà mỗi khi mà anh ta vòng sau. Và nãy giờ Morgan đang đánh con Atrox sát lực để rất chuẩn xe khoa nha, anh ta không đi thẳng mặt mà anh ta cứ có những cái góc vòng. Nó cực kỳ là khó chịu đây. Lại là lòn lòn. Dudu phải tìm rồi, Dudu phải kiếm Morgan nhưng Morgan chặt rất đau nhờ ăn cái W2. Thêm một pha nhấn mãng xạ kích và chống máu của Dudu. Đây là giáp ảo đến từ cái vọng sát cổ tự, nó không chống được sát thương của ấy trong. Morgan chặt đau quá. NV cũng bắn ngược vào. Chiêu cuối được đẩy ra đến từ vị trí của Bulldog để lấy đi cái chiêu cuối bão tố nổi dậy của NV, nhưng máu mất đi của Dudu. Chống chiêu tuyến trước cây đẹp là rất nhiều rồi. Bùn. Đây là Ezreal, đúng bạn vẫn phải đứng cao để giao tranh nhưng cần phải giữ một vị trí tương đối. Ui, anh ta đang lên, tụt lao lên, Bolu lao lên, Un tạm thời né được. Morgan đang quay ngược trở lại với đồng đội của mình. Và hãy nhìn cách mà anh ta cầm kiếm khi Morgan bắt đầu xuất hiện. Là KDF phải lui ra. Karis có đồng hồ, Morgan đang bị tấn công. Anh ta bị chân lại, anh ta bị bế, anh ta đang gần quy. Bật kim đâm tận thế, anh ta vẫn khỏe, anh ta vẫn chắc được. KDF đã tan vỡ hoàn toàn trước sức mạnh của Morgan và Brion. Adil là người cuối cùng còn sống sót nhưng cũng không thở được đâu nữa. Quét sạch cho Morgan. Và giờ đây Brion có được trận thắng thứ 2 liên tiếp của mình với tỷ số là 2-1. Không có giảm hồi máu à? Tại sao Morgan lại hồi 1000 máu vậy trong tình huống bảy ở đường đẩy về và cú chiêu đến từ Dudu được kích hoạt nhưng Morgan hồi một cục máu một và anh ta vẫn sống với pha quét sạch dành cho Brion và chiến thắng 2-1 trong ngày hôm nay dành cho Brion để họ dứt điểm KDF cả hai ván BO3 trong tuần này.